Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức giàu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa, chúng ta đã nhận lãnh năm thi ân của Chúa rồi. Amen. Năm xóa nợ, năm tự do hoàn toàn, không còn ở trong nô lệ của ma quỷ, không còn nô lệ cho bệnh tật, nô lệ cho tiền bạc hay là bất cứ thứ gì. Chúng ta đã thành người được giải phóng và trở thành người chủ rồi. Amen. Nên hãy sử dụng cái uy quyền của Đức Chúa Trời ban cho mình để phép lạ xảy ra liên tục trên đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Một lần nữa thì xin thánh linh của Chúa dẫn dắt chúng ta trong thời giờ này, là thời giờ rất là vô cùng quan trọng. Cảm ơn Chúa, chúng ta có Đức Thánh Linh làm chủ trên đời sống của mình, có Đức Thánh Linh lãnh đạo, đấng quyền năng đang lãnh đạo và đang vận hành giữa vòng chúng ta, nên hãy có một đời sống tin kính, một đời sống tốt để nhận lãnh mọi phước lành của Đức Chúa Trời. Chúng ta nhìn thấy được rằng là khi Thánh Linh lãnh đạo dân Israel thì Ngài ban phước cho dân Israel rất nhiều. Nhưng mà có một điều cũng đau lòng, đó là những con người nổi loạn, những con người chống đối đều bị hủy diệt. Bởi vì có sự hiện diện của Đức Chúa Trời, không giỡn chơi được, không có thể nào mà trở nên nổi loạn chống đối được. Bởi vì Thánh Linh đấng lãnh đạo và Ngài rất ghét những con người gọi là Đức Chúa Trời chống cả kẻ kiêu ngạo và ban ơn cho người khiêm nhường. Amen. Amen. Nên khi Thánh Linh lãnh đạo hầu thánh của Chúa, anh chị em hãy tin kính, hãy thuận phục, hãy vâng lời và nhận tất cả mọi phước lành. Còn ngược lại thì chúng ta sẽ nhận cái sự đau đớn đấy, bất cứ ai. Amen. Amen. Nên nhờ Thánh Linh của Chúa, chúng ta sẽ đẩy lùi, chúng ta sẽ sử dụng uy quyền để đẩy lùi tất cả những tư tưởng nổi loạn, những cái tư tưởng chống đối. Amen. Những cái tư tưởng không phong phục, bất mọi tư tưởng làm tôi phong phục đăng ký. Amen. 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 Phải là như vậy để chúng ta được phước và dòng dõi chúng ta được phước. Còn không thì nó nguy hiểm và nó có thể đem đến cái sự di truyền cho dòng dõi chúng ta. Và chúng ta sẽ nhìn thấy cái sự đau đớn đó khi chúng ta còn sống trên đất. Sáng hôm nay chúng ta sẽ bước vào công việc của Đức Thánh Linh. Chúng ta hiểu Đức Thánh Linh rất nhiều, bởi vì Thánh Linh của chúng ta là Đức Chúa Trời. Amen. Thánh Linh là đấng đã sinh thành Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu được sinh ra bởi Đức Thánh Linh. Amen. Và Ngài chính là Đức Chúa Trời. Và trong những lời mà Chúa Giêsu thường hay nói, Ngài cầu nguyện, Ngài nói là lại Cha. Amen. Amen. Những gì ta nói với các ngươi không phải bởi ta nhưng mà bởi Cha. Thánh Linh đấng đang ở trong Chúa Giêsu, đang đầy dẫy trong Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu bất cứ làm điều gì cũng nhờ cậy Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Amen. Ngài đuổi quỷ thì ta cậy Thánh Linh của Đức Chúa Trời mà đuổi quỷ. Ngài chữa lành thì cậy Thánh Linh mà chữa lành. Ngài dạy dỗ cho các môn đồ thì Ngài cũng cậy Thánh Linh mà dạy dỗ cho các môn đồ. Và Ngài nói rằng là con không tự mình làm điều gì, điều gì Cha là con thấy Cha làm thì con sửa làm. Amen. Amen. Ngài vâng phục hoàn toàn, Ngài vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Amen. Amen. Bởi vậy ngày hôm nay chúng ta cần phải học các bài học của Chúa Giêsu để chúng ta là những người được phước, là những Amen. Người được phước. Hãy có đức tin nơi Đức Chúa Trời. Điều đầu tiên là chúng ta được tái sanh bởi Đức Thánh Linh. Công việc tái sanh này là công việc không có một con người nào có thể làm được, nhưng mà Chúa Giêsu của chúng ta đấng đến để cho chúng ta được tái sanh. Khi nói rằng là nhờ sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu, anh chị em được tái sanh và đầy hy vọng sống. Amen. Và sứ đồ Giăng thì ông nói rằng là ông ghi lại
Khi Nicodem đến với Chúa Giêsu và Chúa Giêsu nói về sự tái sanh như thế nào? Ngài nói rằng nếu các ngươi không tái sanh thì không thể thấy được nước của Đức Chúa Trời. Như vậy một người không được tái sanh không thể vào thiên đàng được. Amen. Dù trên thế giới này có nhiều tôn giáo thờ phượng Đức Chúa Trời, nhưng mà người vào thiên đàng là người phải được tái sanh. Có nghĩa là tâm linh người ấy phải được sống lại, phải nhìn thấy thế giới thuộc linh, hãy nhìn thấy Đức Chúa Trời và nhìn thấy những gì mình chưa nhìn thấy trong những ngày tháng trôi qua. Một người được tái sanh là một người mà Chúa Giêsu nói rằng là nếu ngươi không nhờ nước và thánh linh mà sanh thì không thể vào được nước Đức Chúa Trời. Amen. Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt, hễ chi sanh bởi thánh linh là thần. Amen. Amen. À, Chúa nói rằng là các ngươi phải sanh lại. Amen. Đây là một mệnh lệnh. Chúa nói là các ngươi phải sanh lại và phải nhờ nước và thánh linh mà sanh. Các em à, chúng ta khi tin nhận Chúa Giêsu, chúng ta được bắt tên bằng nước và thánh linh tái sanh đời sống của chúng ta thì chúng ta phân phục. Amen. Amen. Khi chúng ta phân phục thì thánh linh tái sanh đời sống chúng ta, làm cho thánh linh chúng ta được sống lại. Và chúng nó là thánh linh được sống lại có nghĩa là tâm thần của chúng ta đã được sống lại. Và chúng nó rằng là không. Amen. Các em à, chúng ta sinh ra bởi xác thịt do cha mẹ chúng ta sinh ra, nhưng mà tâm linh chúng ta thì thánh linh sinh lại, làm sống lại. Và người sanh lại bởi Đức Thánh Linh được gọi là thần, tức là có một tâm linh trong một con người. Amen. Và tâm linh đó làm chủ cuộc đời của chúng ta, mà tâm linh đó sẽ kết nối với thánh linh của Đức Chúa Trời để dẫn dắt cuộc đời của chúng ta. Một người sống lại trong tâm linh, chúng ta sống vân phục theo lời của Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ là những con người sống đời đời. Khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu, tâm linh chúng ta được sống lại thì chúng ta được sự sống đời đời, bởi vì linh chúng ta không chết. Amen. Amen. Tội lỗi là trong tâm linh của Adam và tất cả những người sau Adam cho đến đời Chúa Giêsu, tất cả tâm linh đều phân cách với Đức Chúa Trời, có nghĩa là một tâm linh chết. Nhưng mà qua Chúa Giêsu, Adam sau cưới tâm linh tất cả những con người tin thì được sống lại, và phải là tin thật và phải thật sự được tái sanh, thấy thiên đàng thật sự, thấy Chúa thật sự thì chúng ta mới bảo đảm sự tái sanh. Nên tất cả anh chị em của chúng ta phải hiểu và kinh nghiệm sự tái sanh thật sự trên đời sống của mình. Chứ còn không thì chúng ta vào một cái tôn giáo, chúng ta cũng bỏ rất là nhiều thời giờ làm việc trong tôn giáo đó, chúng ta cũng dâng hiến tiền bạc và đủ mọi điều, nghi lễ này cho đến nghi lễ khác, nhưng mà cuối cùng không vào thiên đàng chẳng lợi gì hết đâu. Amen. Chúng ta phải là người tái sinh để được sống đời đời, để ở với Chúa, và ngay trên đất này chúng ta sẽ thừa hưởng tất cả cơ nghiệp mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Amen. Khi chúng ta được tái sanh rồi, có nghĩa là chúng ta trở thành một đứa trẻ. Phải không? Tái sanh có nghĩa là chúng ta được sanh lại. Một người được sanh lại có nghĩa là một đứa trẻ thuộc linh mới được sanh ra. Nên Chúa Giêsu nói rằng là trong Ma-thi-ơ 18, nếu các ngươi không thay đổi mà trở lại như đứa trẻ thì các ngươi không thấy thiên đàng đâu. Amen. Có nghĩa là khi chúng ta được sanh ra thì chúng ta là một đứa trẻ thơ thuộc linh mà thôi. Dù tuổi chúng ta có già, có 50-70 tuổi, nhưng mà mới tin Chúa cũng là một đứa trẻ thuộc linh mà thôi. Amen. Và đứa trẻ đó cần phải uống sữa. Amen. Đó là sữa thiêng liêng của đạo để cứu linh hồn anh chị em. Có nghĩa là chúng ta cần phải có lời của Đức Chúa Trời để linh hồn chúng ta được sống. Đã sinh ra thì phải có đồ ăn và phải có người nuôi dưỡng thì chúng ta mới sống được. Amen. Amen. Nên tất cả những người được tái sanh thì cần phải có lời của Đức Chúa Trời, cần phải học hỏi lời Đức Chúa Trời để chúng ta mỗi ngày được trưởng thành. Tôi thấy rằng là cũng có nhiều người, tôi thấy họ tái sanh thật sự. Khi cho tôi ở trong một tháng truyền thống, tôi biết tôi được tái sanh,
Bởi vì tôi yêu mến Chúa, tôi yêu mến lời của Đức Chúa Trời. Tôi bỏ công việc của tôi để làm chứng nhân cho Chúa, đem nhiều người trở lại với Chúa. Có những lúc tôi phải khóc, tôi cầu nguyện cho người khác. Đó là cái biểu hiện của sự tái sanh, và tôi kinh nghiệm được điều đó. Và tôi cũng thấy những con người được tái sanh, họ sốt sắng với lời Đức Chúa Trời, nhóm đại thờ của Chúa, làm chứng cho người khác. Nhưng mà sau đó thì hầu như họ nhìn thấy rằng là không ai giống như mình, hình như là mình khác thường quá. Rồi sau đó thì họ trở lại một người bình thường như những người khác, không trở thành là người tiếp tục uống sữa, ăn đồ đặc và trở thành môn đồ của Giê-xu. Và họ trở thành một người bình thường trở lại, và rất là nguy hiểm cho linh hồn của họ, không biết sẽ như thế nào. Khi chúng ta được tái sanh là con trẻ, mà con trẻ thì như thế nào? Nếu ngươi không thay đổi mà trở lại như con trẻ, giống như đứa trẻ, thì không thấy được thiên đàng đâu, không vào được thiên đàng đâu. Một đứa trẻ có một cái điều vô cùng tuyệt vời, đó là gì anh chị em nhớ không? Một đứa trẻ có một bản chất là không bao giờ lìa xa người mẹ của nó. Amen. Amen. Bởi vì mẹ nó sinh ra, nuôi dưỡng nó, ẵm bồng nó, cho nó bú, và nó luôn luôn đeo theo mẹ của nó. Amen. Amen. Như vậy thì khi chúng ta được tái sanh, ai sanh chúng ta ra? Đức Thánh Linh phải không? À, như vậy thì chúng ta được sinh ra bởi Đức Thánh Linh, thì hãy đeo theo Đức Thánh Linh mỗi ngày. Để được bảo vệ, để được nuôi dưỡng. Amen. Và có cái gì kêu, hãy kêu Chúa. Thánh Linh ơi, xin giúp con. Amen. À, rất là điều tuyệt vời. Nhưng mà chúng ta không thể một đứa trẻ sinh ra lại là một người trưởng thành. Nhiều người được sinh ra xong rồi là không cần Đức Thánh Linh gì hết. Không có ở với Đức Thánh Linh, không đeo theo Đức Thánh Linh, không để cho Thánh Linh dẫn dắt cuộc đời của mình, và mình vẫn tiếp tục làm theo ý riêng, đường riêng của mình, thì điều đó chúng ta biết rồi. Nếu không có Thánh Linh dẫn dắt thì sao? Người nào được Thánh Linh Đức Trời dẫn dắt, người ấy là con Đức Chúa Trời. Amen. Đức Thánh Linh dẫn dắt anh chị em, anh chị em được xác chứng là con của Đức Chúa Trời. Amen. Bởi vì Thánh Linh là Đức Chúa Trời, và Ngài là sinh thành anh chị em để chúng ta được tái sanh. Nhưng ngày ai đã nhận Ngài, Ngài ban cho người khác trở nên con Đức Chúa Trời, là ban cho kẻ tin danh Ngài. Người ấy không sinh ra bởi khí huyết, bởi tình dục, bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Như vậy thì một người được sanh lại là được sanh bởi Đức Chúa Trời. Một người được tái sanh, một người được gọi là con Đức Chúa Trời, thì phải được Đức Chúa Trời sanh thành. Amen. Chứ không thể nào mà tự nhiên là chúng ta rơi xuống đất rồi chúng ta được tái sanh không có. Chúng ta phải được sanh lại bởi Thánh Linh, và con được sanh ra là bởi cha mẹ Phật xác, và con thuộc linh thì bởi Thánh Linh sanh ra. Amen. Không phải sinh bởi khí huyết, bởi tình dục, bởi người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời. Có nghĩa là Đức Thánh Linh sanh lại anh chị em, làm cho anh chị em sống lại phần tâm linh. À, và đó là công việc mà Thánh Linh hành động trên một con người tin nhận Chúa Giê-xu. Amen. 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 À, như vậy thì chúng ta được sinh ra bởi Thánh Linh, thì chúng ta phải nhờ Thánh Linh dẫn dắt. Amen. À, tất cả những đứa con ở trên hậu thánh của Chúa trên trần gian này đều có cha mẹ. Và những đứa mà không có cha mẹ mồ côi thì nó rất là khổ, và nó thiệt thòi rất là nhiều, đúng không ạ? À? Nên chúng ta biết những đứa con sinh ra có cha mẹ, có khai sinh, có hộ khẩu, và xã hội xác nhận đứa con đó là con của gia đình đó, con của vợ chồng đó. Còn đối với Đức Chúa Trời, tất cả những người được sanh lại thì được xác chứng rằng là người ấy là con của Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Phải được xác chứng người ấy là con của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải sống như thế nào để chúng ta được xác chứng chúng ta là con của Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Con của Đức Chúa Trời phải giống cha mình. Con của Đức Chúa Trời phải làm theo lời của Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Con của Đức Chúa Trời phải dưới sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh.
Không phải bây giờ chúng ta muốn làm gì chúng ta làm, nhưng mà chúng ta cần phải y cha được nên. Amen. Amen. Phải là y cha được nên chứ không phải là y con. Chúa Thánh Linh sẽ dẫn dắt, Chúa Thánh Linh sẽ nuôi dưỡng và làm cho chúng ta trưởng thành, và Thánh Linh cùng với Tâm Linh của chúng ta xác chứng chúng ta là con của Đức Chúa Trời. Mà con của Đức Chúa Trời thì hưởng cơ nghiệp của Đức Chúa Trời và hưởng cơ nghiệp của Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen. Chúng ta có thích hưởng cơ nghiệp không? Amen. Cha mẹ phần sáng này dù thế nào đi nữa thì cũng có một phần cơ nghiệp nhỏ nhỏ gì đó. Có những người thì khi qua đời rồi thì không còn cái gì để cho con cái cả. Nhưng mà đối với Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời có một cơ nghiệp không hư đi, không suy tàn. Một cái cơ nghiệp mà Chúa nói là giàu có vinh quang. Mà khi chúng ta được mở mắt, khi chúng ta cầu nguyện để tâm linh chúng ta được mở ra, được khải thị, chúng ta mới nhìn thấy cái cơ nghiệp mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta là lớn lao vô cùng. Ngày hôm nay chúng ta trở thành con, và ngày hôm nay chúng ta có một cái ý nguyện rất lớn, chúng ta có quyền năng, chúng ta trở thành những người vô cùng đặc biệt mà làm cái thế giới này nhìn thấy chúng ta là người của Đức Chúa Trời thật sự. Vừa rồi tôi có xem một clip đăng Facebook thì một cái nên là đăng lên đó, tức là hai người chị em đang mang túi đi dọc 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 đường á, trên lề đường á, thì có hai tên cướp nó dừng lại, nó chạy vào, nó giật sách của hai chị em. Hai chị em này có một chị thì quỳ gối giơ tay lên cầu nguyện, thì cái tình thương nó bắt đầu nó tay chân nó bủng rủng hết, nó bắt đầu nó quỳ xuống luôn. Rồi mấy người đã cầu nguyện cho tên cướp đó, rồi sau đó thấy họ tỏ tình yêu thương, họ ôm tên cướp đó và tên cướp đó nó đã bỏ đi. Anh chị em thấy không? Chúng ta có một cơ nghiệp Đức Chúa Trời, đó là quyền năng, đó là chức quyền mà Chúa ban cho chúng ta, và biết bao nhiêu thứ mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. Amen. 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 Cảm ơn Chúa. Chúng ta được bắt tên trong Đức Thánh Linh. Khi chúng ta được tái sanh xong thì chúng ta được bắt tên trong Đức Thánh Linh. Amen. Amen. Có nghĩa là Thánh Linh đầy bên ngoài, Thánh Linh đầy bên trong chúng ta, và Thánh Linh sẽ chiếm hữu cuộc đời của chúng ta hoàn toàn. Amen. Amen. Mà khi mà Thánh Linh từ trên cao đổ xuống thì điều gì xảy ra? Khi Thánh Linh từ trên cao đổ xuống trên chúng ta thì điều gì xảy ra? Sa mạc trở thành ruộng tốt, ruộng tốt như rừng rậm. Amen. Có nghĩa là khi Thánh Linh đổ xuống thì Ngài có một quyền năng biến đổi cuộc đời của chúng ta, một cuộc đời sa mạc, nắng cháy, gai góc, cát bụi, có nghĩa là không có tốt làm gì cả, trở thành đồng ruộng phì nhiều. Amen. Hay là có bà con dịch nó là trở thành vườn cây ăn quả, phải không? Khi Thánh Linh đến, Ngài biến đổi cuộc đời của chúng ta. Amen. Amen. Khi Thánh Linh đến, Ngài biến đổi, Ngài làm sạch bệnh tật trong đời sống của chúng ta, Ngài biến đổi cái xấu của chúng ta trở thành những con người tốt. Amen. Ngài biến đổi sa mạc, ngày xưa là sa mạc khô khan, bây giờ phải là ruộng tốt. Amen. Amen. Chúng ta đó là thấy được cái quyền năng của Thánh Linh biến đổi trên cuộc đời của mình. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên anh chị em thì sao? Chúng ta nên nhận lấy quyền phép. Amen. Amen. Và làm chứng cho Chúa Giêsu. Nên khi Thánh Linh đến thì quyền năng của Đức Chúa Trời đến và biến đổi cuộc đời của chúng ta. Amen. Giải phóng chúng ta ra khỏi vô tù, giải phóng chúng ta ra khỏi mù lòa, giải phóng chúng ta ra khỏi áp bức, ra khỏi nợ nần mọi thứ, và đem chúng ta đến một nơi hoàn toàn tự do. Amen. Đó là vào vương quốc của thiên đàng và trở thành chức vụ là con của Đức Chúa Trời. Amen. 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 Nên chúng ta nhớ, hãy tin cậy vào lời Đức Chúa Trời, không lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Amen. Amen. Nghe thì hãy tin, bởi vì Đức Chúa Trời chúng ta là Đức Chúa Trời thành tín. Lời của Chúa là lời thành tín. Khi chúng ta nghe, chúng ta tin, chúng ta công bố thì việc xảy ra. Amen. Đó là phép lạ. Amen. Cảm ơn Chúa. Một chị em sẵn sàng xóa nợ cho người bạn của mình 200 triệu cách đây 10 năm là lớn vô cùng. Nhưng mà đi sẵn sàng xóa nợ cho chị em của mình, bởi vì chị em mình không đủ để mà trả nợ. Và chúng ta tin rằng là Đức Chúa Trời muốn bảo mình.
mình xóa nợ thì hãy xóa nợ đi. Amen. Amen. Chúng ta chưa nghe, chúng ta chưa biết thì chúng ta chưa có đức tin để mà thực hành. Nhưng mà khi mà lời của Chúa đến, chúng ta nghe thì hãy tin và xóa nợ cho anh chị em của mình. Và cái người mắc nợ tin rằng mình đã được xóa nợ và hoàn toàn được tự do. Amen. À, thì như vậy thì chúng ta thấy rằng là Đức Chúa Trời chúng ta là Đức Chúa Trời muốn chúng ta được phước. Amen. Đức Chúa Trời chúng ta muốn chúng ta là người ban cho. Amen. 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 Một người rất là hào phóng. Amen. Amen. Và sau đó Đức Chúa Trời thấy rằng chúng ta làm được những việc lớn đó, Chúa sẽ đổ tiền vào để chúng ta có thể làm những việc lớn lao hơn. Amen. 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 Đó là việc mà Đức Chúa Trời là Chúa muốn dân của Ngài thịnh vượng. Chúa không muốn dân Israel có những người nghèo khổ ăn xin. Amen. Chúa không muốn như vậy, nên Chúa muốn những người giàu ban cho người nghèo, nâng người nghèo lên. Amen. Để nó có một cái tình yêu thương nó gắn bó với nhau, và để mà mình được chúc phước, ban phước, để mà làm cho danh sự của Chúa trở thành những con người đầy đủ giàu có, chứ không phải là những người nghèo mà cứ thiếu nợ hoài. Amen. Amen. À, Chúa muốn giải phóng, và Chúa dạy rất là nhiều cho dân Israel về công việc xóa nợ trong năm Sa-bát. Amen. Amen. Trả tự do cho họ, rồi để họ đi về cũng thêm tiền và các thứ cho họ nữa, không để họ đi về tay không nữa. À, và để làm cho tấm lòng giữa con người với con người trong giấc lòng của mình có một tình yêu thương mà Đức Chúa Trời ban cho, gần gũi với Đức Chúa Trời và vâng lời Đức Chúa Trời, và phước từ trời sẽ đổ xuống và làm cho Israel giàu có. Thì ngày hôm nay hội thánh của Đức Chúa Trời cũng phải áp dụng như vậy để cho chúng ta trở thành một hội thánh giàu có, một hội thánh buồn phước cho nhiều nhân vật. Amen. 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 Chúa Giêsu đã công bố năm thi ân cách đây 2000 năm rồi, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta tới giờ chúng ta mới nhận, đúng không? Đó là một việc rất là thiệt thòi. Phạm đơn giản không ạ? Hãy nhận lãnh và công bố. Mà từ nay đến đây chúng ta ban cho, chúng ta không mắc nợ nữa. Amen. Đừng bao giờ mắc nợ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Thánh Linh trong công việc truyền giáo thì chúng ta thấy rằng là Giăng đoạn 1 câu đoạn 5 câu 9, Giăng thứ nhất đoạn 5 câu 7 nó nói rằng là Thánh Linh đấng làm chứng, và Thánh Linh là lẽ thật. Thánh Linh là đấng làm chứng. Amen. À, chúng ta có một lẽ thật về làm chứng nhân. Nên khi Chúa Giêsu nói với các môn đồ, khi mà đấng phù hộ đến, đấng đó sẽ làm chứng về ta. Đấng đó chính là Đức Thánh Linh. Đấng đó sẽ làm chứng về ta. Trong Giăng đoạn 15 từ câu 6 đến 7 đó. Còn các con cũng làm chứng về ta vậy. Amen. À, Thánh Linh là đấng làm chứng. Và Thánh Linh đoạn 16 từ cô 7 trở đi, trong Giăng đó thì chúng ta cũng thấy được rằng là ta đi là ích lợi cho các con, mà nếu ta không đi thì Thánh Linh không đến cùng các con được. Nhưng mà khi Ngài đến thì sao? Ngài khiến thế gian nhận biết tội lỗi của mình. Amen. Amen. Ngài khiến thế gian nhận biết tội lỗi của mình, sự phán xét, sự công dân. Amen. Amen. À, nên nếu không có Thánh Linh của Đức Chúa Trời khiến tội nhân nhận biết tội lỗi và ăn năn tội lỗi, thì chúng ta cố gắng dùng đủ khôn ngoan của chúng ta để mà chinh phục họ. Mà nếu mà họ không ăn năn thật sự, không biết tội lỗi của mình là nguy hiểm như thế nào và biết được cái sự cứu chuộc trong Chúa Giêsu Giêsu, thì họ có thể bước vào trong một tôn giáo, nhưng mà thật sự thì sao? Không được cứu. Đó, đâu có tái sanh mà được cứu. Đâu có tái sanh mà thấy thiên đàng, đâu có tái sanh mà vào thiên đàng được. Phải nhờ Thánh Linh. Amen. Phải nhờ Thánh Linh và nước mà sanh thì vào thể thiên đàng. Thế khi sanh bởi sắc tiền là sắc tiền, chẳng như sanh bởi Thánh Linh là không. Amen. Và nói với các ngươi rằng, các ngươi phải sanh lại. Gió muốn thổi đâu thì thổi. Người nghe đi gió, không biết gió đến từ đâu mà đi đâu. Người nào sanh bởi Đức Thánh Linh cũng giống như vậy. Amen. Một người sanh bởi Đức Thánh Linh là hoàn toàn khác. Khác thường. Amen. Khác với mọi người. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng ta cần phải nhờ cậy Thánh Linh của Chúa để truyền giảng. Chúng ta được tái sanh,
chúng ta được Thánh Linh dẫn dắt, Thánh Linh nuôi dưỡng, chúng ta được bắt tay Đức Thánh Linh có năng quyền rồi, thì bây giờ chúng ta không ở lại đó để thử thụ hưởng những gì mà không có sự cứu rỗi của Chúa, nhưng mà chúng ta là những người cùng Thánh Linh đi ra. Khi Ngài nuôi dưỡng chúng ta trưởng thành, khi Ngài nuôi dưỡng chúng ta có sự hiểu biết, thì chúng ta hãy làm chứng danh cho Chúa và Thánh Linh sẽ đồng hành với chúng ta. Amen. Và chúng ta biết rồi, làm chứng thì cũng không dễ đâu. Làm chứng cho gia đình của mình mà gia đình của mình chống đối thì sao? Có thể là bị đuổi ra khỏi nhà, có thể là ăn gậy nữa, không? Ờ, nhiều điều lắm. Có những lần tôi nhớ là tôi ở trong cái cơ quan cùng làm việc với một anh em đội trưởng. Anh em đó, tôi cứ làm chứng, hai anh em đi bộ thôi, vòng vòng đường, tôi làm chứng, tôi cứ nói. Họ đã say mê trong sự làm chứng này. Nhìn lại thấy anh ta đầu mặt mình nói một mình là nãy giờ say đến mức độ mà anh lẻn anh đi lúc nào không hay, còn nói một mình cứ đi một cái đường nói một mình, nhìn lại không thấy đâu hết. Nhưng mà chúng ta vẫn được Chúa chấp điểm. Amen. Chúa chấp điểm không có sao hết. Cảm ơn Đức Chúa Trời. Hãy làm chứng nhân cho Chúa. Amen. Điều này là điều mà không thể thiếu khi anh em ăn bánh uống chén này và rao sự chết của Chúa cho đến lúc ngày đến. Amen. Nhiều người ở trong sự đau khổ, nhiều người ở trong bệnh tật, nhiều người bị quỷ ám, nhiều người ở trong sự rủa xả, nhiều người ở trong nghèo đói thiếu thốn, họ chưa giải thoát được. Chúng ta đã được Chúa giải thoát rồi, Chúa ban cho chúng ta sự tự do rồi, và Chúa nói rằng đừng lấy cái sự tự do đó mà sống theo xác thịt. Amen. Thánh Linh đem lấy sự tự do. Chúa là Thánh Linh. Thánh Linh ở đâu? Nơi ấy có sự tự do. Thánh Linh ở đâu thì sự tự do ở đó. Hội thánh có Thánh Linh, hội thánh được tự do. Amen. Amen. Mà đừng lấy sự tự do mà sống theo xác thịt. Còn tôi Phaolô nói như vậy, đừng lấy cái sự tự do đó, đã được tự do rồi cái là sống theo xác thịt, có nghĩa là chúng ta quay lại với con đường cũ, quay lại với ý riêng, đường riêng của mình, giống như con trai con đường đã phải không? Thì trở về nhà cha rồi là làm thế ý cha chứ không còn thế ý con nữa rồi, phải không? Ý con đã sai lạc, ý con đã khổ lắm rồi, không có bánh mà ăn và ăn vỏ đầu của heo rồi, bây giờ quyết định trở về nhà cha và anh ta nói rằng cha ơi, con đã phạm tội với trời và với cha, con xứng đáng làm cha nữa, con chỉ là thầy tớ của cha thôi. Nhưng mà người cha đó yêu thương và phục hồi lại địa vị của người làm con chứ không phải làm thầy tớ. Amen. Chỉ có con mới ở trong nhà cha, còn thầy tớ không có ở nhà cha luôn được đâu. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Và Thánh Linh của Chúa sẽ bày tỏ cho chúng ta những việc tương lai. Giăng đoạn 16 câu 13 thì nói rằng là Ngài là thần chân lý, dẫn các ngươi vào chân lý còn vẹn. Ngài không nói từ mình, nhưng mà nói những gì mình đã nghe và bày tỏ cho các ngươi những việc sắp xảy đến. Amen. Amen. Những việc sắp xảy đến, chúng ta thấy được là Chúa Thánh Linh bày tỏ những công việc tương lai cho đời sống của chúng ta. Khi Ngài kêu gọi Phi-rơ, kêu gọi dân, kêu gọi những người đánh cá, thì Ngài nói rằng là ta sẽ cho các ngươi trở thành tài đánh lưỡi người. Amen. 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 Có nghĩa là chức vụ của chúng ta, khi Ngài kêu gọi, Chúa cho chúng ta biết về tương lai của chúng ta. Tương lai của Phi-rơ là trở nên tay đánh lưới người, của anh Rê cũng là tay đánh lưới người. Những con người trên thế gian chưa biết Chúa mà khi Ngài kêu gọi thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ biết rằng là chúng ta cũng trở thành tay đánh lưới người. Amen. Đây là một cái khải tượng chung, một cái khải tượng chung mà trong Ma-thi-ơ đoạn 28 Chúa Giê-xu nói là hãy phải quyền phép trên trời dưới đất đã giao cho ta. Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, nhân dân Đức Cha, Đức Con, Đức Thánh Linh làm phép bắt tem cho họ và dạy họ mọi điều ta đã truyền cho các người, và đang ta ở với các người luôn cho đến thành thế.
đây là một khải tượng, đây là một mãn lệnh, và tất cả những môn đồ của Chúa Giêsu cần phải làm theo, và đó là khải tượng chung cho chúng ta. Amen. Amen. Chúa nói với Anania, ông nói với Saul sao? Tức là Chúa sẽ dùng Saul trở thành công cụ cho Đức Chúa Trời, và người này sẽ chịu, tức là chịu khổ, chịu khốn khổ vì ta. Người này sẽ chịu khổ vì ta. Chúa dùng Saul trở nên công cụ cho Đức Chúa Trời để truyền giảng phúc âm. Và Saul đó đã làm, Saul là người chịu khổ rất nhiều, bị đòn roi, bị ném đá, bị khốn khổ trên biển, trên bộ đội, khổ, khốn khổ với anh em mình, với anh em giả dối, với dân ngoại, với dân mình, đầy đầy dậy cái sự khốn khổ. Chúa báo trước cho Saul biết điều đó. Amen. Tôi tin chắc rằng Đức Chúa Trời có sự bày tỏ cho chúng ta. Thật nếu chúng ta gần gũi với Đức Thánh Linh, chúng ta sẽ được Chúa Thánh Linh bày tỏ. Và khi Chúa Thánh Linh bày tỏ về chức vụ của chúng ta phải làm gì trong những ngày đến? Và cái điều đầu tiên là rao giảng phúc âm từ Jerusalem. Amen. Đến xứ Judea, xứ Samaria, cho đến cùng trái đất. Đó là sự khải thị tương lai dài cho chúng ta đấy, cả cuộc đời của chúng ta. Amen. Amen. Không còn điều gì khác nữa. Các môn đồ nói rằng là: Thầy ơi, có phải là giờ này là Thầy lập Jerusalem không? Xây dựng lại Jerusalem không? Tôi nói với chị ta, các người không cần biết. Nhưng mà khi Thánh Linh giáng xuống trên anh chị em rồi, chỉ có một điều: nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta. Có phải vậy không? Amen. Một lối đi duy nhất, một con đường duy nhất, một chức vụ duy nhất, đó là chứng nhân cho Chúa Giêsu trong bất cứ trường hợp nào anh chị em ở, anh chị em làm, hãy làm chứng nhân cho Chúa Giêsu. Và từ chứng nhân cho Chúa Giêsu bắt đầu tập tành cho đến khi chúng ta trở thành những chức vụ lớn lao cho Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay họ là bác sĩ, họ vẫn là một mục sư như thường mà. Amen. Chúng ta nhìn thấy là nhiều người bác sĩ nhưng mà một mục sư ở tại Ấn Độ, là một mục sư 23.000 tín đồ, và ông làm hoàn thành một mục sư mà cũng hoàn thành một bác sĩ trong xã hội. Amen. Amen. Tuyệt vời phải không? Amen. Bởi vì Chúa Thánh Linh là đấng cùng làm việc phải không? Amen. Không phải là nặng nề, nhưng mà Chúa Thánh Linh của Chúa dẫn dắt bài tỏ để rồi có thể bước đi theo cách của Thánh Linh Đức Chúa Trời để sống một cái đời sống vinh hiển danh Chúa, được xác chứng là con Đức Chúa Trời thật sự. Amen. Amen. Có những tương lai gần mà Thánh Linh bày tỏ, mà thấy không? Philip đến xứ Samaria, rồi sau đó Chúa bảo Philip chạy theo quận Bắc Ethiopia thì giải kinh thánh cho ông, làm phép ông tên cho ông, và ông trở về Phía Châu và trở thành hầu thánh tại Phía Châu á. Amen. Amen. Đó là cái tương lai gần. Thánh Linh bày tỏ những cái điều người ta đang cần, người ta không hiểu, Thánh Linh sẽ bày tỏ và dẫn dắt Philip đến đó. Và ngày hôm nay tôi cũng tin rằng là Chúa sẽ chỉ dạy cho anh chị em, phải vậy không? Giống như là cái chị em mà xóa nợ đó, nghe là Thánh Linh cảm động trong lòng là gọi điện thoại cho người chị em nợ của mình là xóa nợ cho người đó. Đó là cái việc mà Thánh Linh bày tỏ để đem đến cái sự tự do cho cả hai bên, đem phước lành cho cả hai bên. Nên chúng ta phải xóa nợ. Amen. Amen. Anh chị em có muốn giữ cái nợ của người khác không? Tiền chúng ta cũng xóa, nhưng mà cái cay đắng cũng xóa luôn nha. Amen. Vì lúc cay đắng thì không xóa, đem xuống mồ, chết thì đem xuống mồ luôn. Bị tổn thương nặng quá mà chết đem xuống mồ luôn, nhất định không tha. Tiền tha được mà cái chuyện đó không tha. Xóa là xóa hết. Amen. Không để lại một cái gì hết, từ trong lưng, trong lòng của chúng ta cho đến bên ngoài chúng ta. Hãy xóa sạch tất cả từ
trong tâm trí của chúng ta để chúng ta được nhẹ nhàng. Bởi vì cái người mà xóa tội, xóa nợ cho người khác, cái tội mà 70 lần 7 cũng xóa à, thì chúng ta thấy rằng mình trở thành một người rất là hào phóng, trở nên một người rất là vĩ đại, trở nên một người rất là tuyệt vời, đúng là con của Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Nếu mà chúng ta không xóa nợ cho người khác thì chúng ta cảm thấy nó mình trở nên nó nhỏ, nhỏ nhen quá đúng không? Phải không? Nó nhỏ nhen quá, còn mình không có gọi là vĩ đại. Người nó còn ích kỷ, người còn nghĩ đến chính mình quá nhiều, và điều đó sẽ không được phước cho chúng ta khi chúng ta làm những công việc mà bằng đức tin của mình. Amen. Amen. Philip, rồi Phi-rơ, Phao-lô, tất cả những người đó, chúng ta thấy rằng có những cái tương lai rất gần. Như Phi-rơ thì Chúa mặc cả chúa bà cỏ để qua nhà cọc này để giải đọc một dân ngoại. Thời kỳ ban đầu đó là dân Israel, những người môn đồ của Chúa Giê-xu, họ không dám đi, chưa bứt phá được cái rào cản này. Nhưng kỳ Thánh Linh mặc khải thì sẽ bứt phá rào cản, không còn là dân ngoại hay là dân Israel gì cả, không còn là người Hy Lạp hay là người Do Thái, tất cả đều là một trong Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Đều là một trong thân thể của Chúa và đồng hướng lời Chúa hứa. Amen. Amen. Cả dân ngoại và dân Israel, quá sự mặc khải của Chúa, quá sự mặc khải về tương lai rằng để rồi các sứ đồ, các môn đồ, các cấp sự họ có thể bước theo ý của Thánh Linh và đem sự giải phóng cho nhiều dân tộc. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúa là Thánh Linh, nên Thánh Linh chính là Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Thánh Linh ở đâu? Nơi ấy có sự tự do. Amen. Amen. Bây giờ anh chị em được tự do chưa? Amen. Có phải Thánh Linh ngự trong anh chị em không? Amen. Anh chị em là đền thờ của Đức Chúa Trời, Thánh Linh đang ngự trong chị em, thì người nào mà có Thánh Linh ngự, người ấy được tự do. Amen. 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 Chúng ta không còn ăn gian nói dối nữa. Phải không? Chúng ta nói là Thánh Linh và quyền phép. Amen. Chúng ta giảng Thánh Linh và quyền phép. Chúng ta dạy Thánh Linh và quyền phép. Một người đã được sức dầu, một người đã được lửa, lưỡi bằng lửa nó chạm đến thánh hóa môi lưỡi của mình rồi, không nên nói bậy nữa, không nên nói tục tiểu nữa, không nên nói những lời tiêu cực nữa. Amen. Amen. Chúng ta không còn gọi là bị trói buộc bởi cái thói quen của chúng ta. Và lúc ta hay nói dối mà trở thành một cái thói quen nói dối, mở ra là mở miệng ra là nói dối. Nhưng mà bây giờ chúng ta được sức dầu, chúng ta được thánh hóa bởi môi lưỡi của mình rồi, mà chúng ta còn nói dối nữa thì nó mất đi cái địa vị của chúng ta, giảm cái giá trị của chúng ta, và ma quỷ có cơ hội tấn công đời sống của chúng ta. Nên không nói dối được. Amen. Chúa nói dối thì sao? Con gái của ma quỷ đúng không ạ? Bởi vì ma quỷ là kẻ nói dối và cha có sự nói dối. Nên không nói dối nữa, không ăn gian nữa, sống công chính, sống thánh khiết cho mà Đức Chúa Trời. Tôi nói với hội thánh của Chúa rằng Chúa Giê-xu chết trên cây thập tự, huyết của Ngài đổ ra cho mỗi một chúng ta và cho toàn thế giới này, một sự hy sinh lớn lao vô cùng. Không có sự hy sinh nào khác. Nhiều người hy sinh nhưng mà không cứu chuộc và không đem chúng ta vào thiên đàng được. Nhưng mà Chúa Giê-xu hy sinh thập tự giá, mua chuộc chúng ta ra khỏi quyền lực của sự tối tăm, có nghĩa là không còn nô lệ cho Satan nữa và đem vào sự tự do. Amen. Amen. Đây là việc vô cùng lớn lao. Và khi chúng ta tin nơi Ngài thì Ngài tuyên xưng chúng ta là công chính, có nghĩa là Ngài không còn thấy tội lỗi của chúng ta nữa. Một người công chính bởi huyết của Chúa Giê-xu, bởi sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu, thì đừng bao giờ chối bỏ thập tự giá của Chúa Giê-xu. Nếu chúng ta sống bất chính thì chúng ta chối bỏ thập tự giá. Chúng ta coi cái việc mà Chúa cứu mình ra khỏi cái bất chính ngày xưa đó, cái tội lỗi ngày xưa đó, Chúa cứu mình ra rồi, bây giờ mình sống trở lại như vậy thì chúng ta coi thường cái sự chết của Chúa Giê-xu và coi cái sự chết của Chúa Giê-xu thì thập tự giá nó không có giá trị gì, đúng không ạ? Và khi Ngài chọn lựa chúng ta rồi, Ngài thánh hóa chúng ta,
chúng ta trở nên một người thánh của Đức Chúa Trời. Anh em là dân thánh, dân thuộc riêng về Đức Chúa Trời, là chức thầy tế lễ nhà vua. Anh em phải thánh vì Chúa là thánh. Amen. Anh em đã được thánh hóa bởi Thánh Linh rồi. Anh được thánh hóa, được rửa sạch bởi huyết của Chúa Giêsu rồi. Các ngươi được sạch bởi lời ta bảo cho rồi. Chúng ta là một người thánh của Đức Chúa Trời, giá trị lớn lao vô cùng, thì đừng bao giờ lăn lộn lại trong khủng hoảng nữa. Amen. Đừng trở lại với cái tội lỗi nữa, đừng trở lại trong sự nô lệ nữa, đừng trở lại trong sự áp bức, sự mua loà mà ngày xưa chúng ta đã bị sao tâm lắm ạ. Và tôi nhắc lại rằng một người nô lệ không bao giờ làm chủ tài sản của mình được. Nên anh chị em có thấy không, năm mươi mấy ông có quyền có tiền, mới nói chuyện đó thôi, có quyền có tiền tức tắc vào tù. Tiền bạc có nắm được không, chức quyền có nắm được không? Không, bởi vì nô lệ cho ma quỷ nó suối làm những công việc tham ô hối lộ đủ mọi thứ, nó suối làm những công việc. Và Chúa nói rằng là không có gì giấu mà không lộ ra, Chúa sẽ làm cho lộ ra, Chúa có quyền làm cho nó lộ ra. Amen. Những con người mà không công chính, bất chính, những người bất khiết, tất cả đều trần trụi mà lộ ra, bởi vì Đức Chúa Trời có quyền làm điều đó. Amen. Nên chúng ta cần phải hiểu được, chỉ có con mới nắm giữ được tài sản của mình, mới làm chủ tài sản của mình. Bởi vì cha đã giao cho con quản lý thì con nắm giữ tài sản rất chuẩn, đừng giống như người quản gia bất trung kia. Amen. À, quản gia của Đức Chúa Trời quản lý cả tài sản của Đức Chúa Trời, quản lý cả thế giới này, thì chúng ta biết được rằng là vô cùng lớn lao, vô cùng quan trọng. Chúng ta phải biết địa vị của mình và cái cách quản lý như thế nào, chứ không phải là chúng ta cứ lấy tiền ông chủ cứ xài đã rồi cái đến khi chúng bị đuổi là mưu mô một trận nữa là để mà về nhà đã có tiền sạch. Không làm như vậy, bởi vì mặt trắng tay quăng ra ngoài khóc lóc và nghiến răng có nghĩa là trắng tay và chết chóc, rất là khốn khổ. Cảm ơn Chúa. Và điều thứ bảy đó là từ vinh hiển qua vinh hiển bởi Chúa là thánh. Chúng ta hãy để mặt cần nhìn xem Chúa như trong gương để hóa ra ảnh tượng Ngài. Từ vinh hiển qua vinh hiển bởi Chúa là thánh. Kinh Thánh là một tấm gương cho chúng ta, hãy nhìn vào, hãy đọc, hãy suy gẫm, hãy làm theo, và chúng ta sẽ hóa ra ảnh tượng của Ngài. Amen. Chúng ta sẽ giống như Chúa Giêsu. Amen. Chúng ta sẽ giống như Chúa Giêsu của chúng ta, đấng mà từ bỏ mọi sự, Ngài từ bỏ chính mình, Ngài hạ mình khiêm nhường, Ngài vâng phục cho đến chết, Ngài không có nắm giữ cái địa vị của mình. Và chúng ta sẽ giống như Chúa Giêsu, Ngài có cục cho đến chết, thậm chí chết trên cái thập tự, và từ đó Đức Chúa Trời đem Ngài lên rất cao và dân Ngài trên hết mọi dân. Dân Chúa Giêsu là dân trên hết mọi dân, bởi vì lý do Ngài hạ mình xuống, Ngài vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cái thập tự, và Đức Chúa Trời đem Ngài lên rất cao. Amen. Không có dân nào trên dân Chúa Giêsu, bởi vì Ngài hạ quá thấp xuống dưới rất thấp rồi Đức Chúa Trời đem Ngài lên rất cao. Amen. Nên anh chị em hãy hạ xuống mình xuống trước mặt quyền thế của Đức Chúa Trời, hãy hạ mình xuống trước mặt xuống. Đừng bao giờ có những cái thái độ ngông cuồng rồi chống trả lời của Đức Chúa Trời, kiêu ngạo, bởi vì Chúa nói rằng là kiêu ngạo đi trước, bại hoại theo sau. Và Đức Chúa Trời chống trả kẻ kiêu ngạo, mà Ngài chống trả thì lời của chúng nó là xa vào tai của Đức Chúa Trời là kinh khiếp. Amen. Kinh khiếp. Chúng ta nhìn thấy lại hội thánh của chúng ta, những con người nổi loạn, những người kiêu ngạo, những người chống đối, không vâng phục lãnh đạo, không vâng phục Thánh Linh của Đức Chúa Trời, không vâng phục lời của Đức Chúa Trời, đều trở nên tàn hại và khốn khổ, chẳng có cái thuốc lành nào cả. Thánh Linh ngự trong chúng ta, có Ngài là có thiên đàng, có Ngài là có tất cả. Mọi sự mà Thánh Linh ra khỏi chẳng có một cái gì cả. Amen. Thánh Linh ra khỏi chúng ta rồi, chúng ta không
có một cái gì hết, chỉ là khôn ngoan, chỉ là ý riêng, chỉ là sức lực của mình. Mà tự tập thì còn sức không? Khôn ngoan đó rồi trở thành những người mà không còn tâm trí nữa, rồi sao còn có sự khôn ngoan được? Tất cả là bởi Chúa ban cho. Nếu không có Chúa trong đời sống của chúng ta chẳng có gì hết. Ngoài ra các ngươi chẳng làm gì được. Amen. Nên khi chúng ta ở trong thánh linh của Đức Chúa Trời thì từ vinh hiển này qua vinh hiển khác. Amen. Nhưng mà cái điều vô cùng quan trọng là phải hóa ra ảnh tượng của Ngài, phải giống Chúa Giêsu trước. Amen. Rồi sau đó có từ vinh hiển này đến vinh hiển khác. Amen. Amen. Vinh hiển đó là người què được đi, người mù được thấy, người phun được sạch, người câm nói được, người chết sống lại. Amen. Amen. Bởi vì Chúa Giêsu trước mộ Lazarus, Chúa Giêsu nói rằng nếu người tin sẽ thấy được sự vinh hiển Đức Chúa Trời. Sự vinh hiển đó là Lazarus từ kẻ chết sống lại. Amen. Amen. Đó là sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Nên một cuộc đời chết sống lại, một cuộc đời được biến đổi. Anh chị em cứu một con người và người đó được biến đổi, người đó được chữa lành, người đó được ra khỏi quỷ dữ, người đó được tự do hoàn toàn, thì anh chị em sẽ thấy được cái sự vinh hiển của Đức Chúa Trời ban cho anh chị em. Amen. Nhiều người sẽ đến với anh chị em, sẽ nắm tay anh chị em, có thể là 10 người từ các nơi trên thế giới đến nắm tay anh chị em, hãy cho tôi biết Đức Chúa Trời, hãy cho tôi cùng thờ phượng Đức Chúa Trời của anh chị em. Amen. Hãy sống một đời sống vinh hiển, hãy sống một cái đời sống giống Chúa Giêsu, hóa ra ảnh tượng của Ngài giống Chúa Giêsu, thì tôi tin chắc rằng là sự từ vinh hiển này cho đến vinh hiển khác sẽ bày tỏ qua anh chị em, từ phép lạ này cho đến phép lạ khác qua cuộc đời của anh chị em. Amen. Cuộc đời của chúng ta có Đấng thần sống đang ở với chúng ta, cuộc đời của chúng ta có Thánh Linh ngự trị, có Đấng quyền năng toàn năng hay là phép lạ đang ngự trị, mà chúng ta không từ vinh hiển này cho đến vinh hiển khác thì rất là đau buồn đấy. Phải không ạ? Chúng ta không biết nhờ cậy, chúng ta không biết sử dụng uy quyền, chúng ta không biết sử dụng quyền năng, chúng ta cũng không nhờ cậy Thánh Linh để mà Ngài vận hành âm tứ của Ngài để làm phép lạ lớn lao, để làm cho nhiều cuộc đời được thay đổi, cứu nhiều cuộc đời. Như vậy thì chúng ta sống vô ích, muối mất mạng nha. Ánh sáng thì ở trong cái thùng ở dưới gầm giường, không thể như vậy được. Cảm ơn Chúa. Tôi xin nhắc lại, điều thứ nhất là chúng ta cần phải được tái sanh bởi Đức Thánh Linh. Điều thứ hai là chúng ta cần phải được Thánh Linh dẫn dắt. Amen. Điều thứ ba là chúng ta cần phải được bắt lên bởi Đức Thánh Linh và bằng lửa. Và điều thứ tư là chúng ta nhờ cả Thánh Linh trong công cuộc truyền giáo. Thứ năm là chúng ta nhờ Thánh Linh để bày tỏ tương lai xa, tương lai gần, Ngài bày tỏ cho chúng ta. Và thứ sáu là Thánh Linh nên lấy sự tự do. Và thứ bảy là Thánh Linh đem sự vinh hiển cho chúng ta. Amen. Amen. Chúa Giêsu cầu nguyện, xin Cha làm vinh hiển con. Amen. Cũng như con đã làm vinh hiển Cha. Amen. Amen. Như vậy là con làm vinh hiển Cha trước, rồi Cha sẽ làm vinh hiển con. Amen. À, tin chắc rằng Chúa của chúng ta, Cha của chúng ta muốn con của Ngài được vinh hiển, chứ không muốn con của Ngài bình thường. Amen. Không, anh chị em, à, chúng ta cùng nhau đứng lên, chúng ta hình chung trong sự cầu nguyện, xin thánh linh của Chúa giúp đỡ con và xin Chúa cho con biết nhờ cậy Đức Thánh Linh trong mọi lĩnh vực. Phải biết nhờ cậy Đức Thánh Linh trong mọi lĩnh vực, không để thiếu Thánh Linh trong cuộc đời của con. Chúng ta trở lại với Chúa, hai cầu nguyện, mỗi người đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.